Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018. Linh Đan kính chào quý vị. RSF xếp hạng Việt Nam thấp về tự do báo chí năm 2018. Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ Mỹ trục xuất người gốc Việt. Một ngư phủ Việt Nam kêu cứu từ trại giam Indonesia. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước xâm phạm tự do báo chí hàng đầu thế giới. Theo chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2018, vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ASF công bố sáng ngày 25 tháng 4, 2018, tại trụ sở tòa báo Washington Post ở thủ đô Mỹ. Việt Nam và Campuchia là hai trong số những quốc gia được nhắc đến nhiều nhất tại sự kiện này vì những vi phạm nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận thời gian gần đây. Campuchia tụt 10 hạng xuống thứ 143 sau khi chính quyền Hun Sen đóng cửa 30 cơ quan báo chí độc lập, còn Việt Nam tiếp tục đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia được xếp hạng, trên nước Cộng sản anh em Trung Quốc ở hạng 176. Việt Nam tiếp tục đứng thứ hạng rất thấp trong bảng xếp hạng của chúng tôi vì hoàn toàn không có báo chí tư nhân. Hơn thế, chính quyền Hà Nội đã bỏ tù rất nhiều nhà báo độc lập chỉ vì họ dám nói ra sự thật về những vấn đề môi trường như ô nhiễm biển. Thậm chí có những người đã phải nhận án tù lên tới 15 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới sử dụng một loạt những tiêu chí để đánh giá và xếp hạng tự do báo chí cho các quốc gia. Trong đó có những tiêu chí quan trọng như quốc gia đó có báo chí tư nhân hay không, nhà báo có bị đe dọa và tống giam khi nói ra sự thật hay không. Đối với những tiêu chí này, Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng vì toàn bộ hệ thống báo chí của Việt Nam đều nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Còn những nhà báo độc lập nêu lên những quan điểm trái chiều với nhà nước thì thường bị tống giam. Trong tình hình rất xấu của Việt Nam hiện nay, chúng tôi kêu gọi các nhà báo độc lập Việt Nam tiếp tục đấu tranh và hợp tác thông tin rộng rãi với báo chí quốc tế. Chỉ có như vậy thì các quốc gia dân chủ mới có những áp lực cần thiết buộc chính quyền Việt Nam trả tự do cho những nhà báo độc lập đã bị tống giam. Chúng tôi cũng kêu gọi báo chí Mỹ yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ có những chế tài về thương mại và ngoại giao để đem lại tự do cho các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Trên bản đồ tự do báo chí thế giới được công bố trong phiên họp này, các nước cộng sản như Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba và một số nước thuộc khu vực Tây Á, Đông Bắc Châu Phi nằm trong nhóm xâm phạm tự do báo chí đặc biệt nghiêm trọng. Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Âu được xếp ở mức thỏa mãn những tiêu chí về tự do báo chí. Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan dẫn đầu trên bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới 2018 là những nơi có điều kiện tác nghiệp cũng như môi trường tự do nhất dành cho các phóng viên. Chót bảng xếp thứ 180 trên 180 là Triều Tiên, nơi có chỉ số tự do báo chí tồi tệ nhất trên thế giới. Hà Nội lần đầu tiên chính thức phản hồi việc Hoa Kỳ dự tính trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt mà phần lớn là người tị nạn chiến tranh. Trong tuyên bố gửi riêng cho VOA tiếng Việt, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng, được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Bà nói thêm rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đã và đang phối hợp với Hoa Kỳ trong vấn đề này. Vấn đề Mỹ trục xuất người gốc Việt do phạm tội ở Hoa Kỳ nóng trở lại sau khi ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trong tháng này cho biết rằng ông được yêu cầu phải thúc ép chính quyền Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, mà theo ông phần lớn là người tị nạn chiến tranh từng sát cánh với Hoa Kỳ, trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại. Việc nhận trở lại người gốc Việt từ Hoa Kỳ từng là một trong các vấn đề chính được nêu lên trong tuyên bố chung Việt-Mỹ sau chuyến công du của người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới quốc gia cựu thù. Trả lời Reuters mới đây, ông Osius nói rằng một số ít người gốc Việt vốn được bảo vệ bởi hiệp định ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đã bị đưa trở lại quốc gia Đông Nam Á.
Reuters trích số liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cho biết 138 người gốc Việt đã bị đưa từ Mỹ về Việt Nam kể từ năm 2015, 2 năm trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Một thuyền trưởng tàu cá Việt Nam bị chính quyền Indonesia giam gần 1 năm qua vừa kêu gọi truyền thông quốc tế lên tiếng để ông và hơn 50 thuyền viên khác sớm được trả tự do. Từ trại giam của Hải quân Indonesia tại Ranai trên đảo Natuna, thuyền trưởng Nguyễn Văn Vĩ lên tiếng cầu cứu với VOA Việt ngữ qua ứng dụng Messenger trên điện thoại di động. Thì em bị mất vào ngày 3 tháng 5, 2017. Bữa nay là gần 1 năm rồi. Nhắn nhủ về cái chính phủ của mình, họ chỉ là có một cái tiếng nói gì đó để cho nó công bằng những cái ngư dân của mình. Họ vô trong biển mình, họ bắt mình vô là cứ ghe tàu mình, họ phá hủy hết những cái tín hiệu định vị, những cái bằng chứng mà xác thực là họ tịch thu, họ hủy hết. Rồi bắt đầu họ cứ họ ngâm mình qua đây là bị giam vô thời hạn. Ông Vĩ cho biết nhiều thuyền viên như ông bị lực lượng Hải quân Indonesia bắt giam nhưng chưa được xét xử và không được phía Việt Nam hỗ trợ, hoặc có trường hợp ra tòa nhưng đại diện Sứ quán Việt Nam cũng không đến dự. Trước đó, lực lượng an ninh biển thuộc Bộ Tư lệnh Hạm đội miền Tây Indonesia được trang Nature News xác nhận đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Vĩ, thuyền trưởng tàu cá BT-97986 cùng với 12 thuyền viên Việt Nam vào tháng 5 năm 2017 khi tàu này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Bà Lê Thị Sầu Riêng, vợ của ông Vĩ, hiện đang sinh sống ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cho biết có viên chức ở trại giam Ranai khuyên chồng bà nên chạy án bằng cách chi tiền. Bây giờ đó, nó nhốt nó nằm để nằm cả năm nay mà không có đưa ra tòa xử gì hết. Giờ đang ở bên đó thì có cái người một chuyên dịch nó nói với ảnh bây giờ chạy án đi, giờ kể mình chấp nhận là mình có lỗi, mình qua nước nó mình ăn cắp cánh bắt cá rồi vậy á. Dạng như giống như là mình có lỗi mình chuộc mình về á, là tới 300 mấy gần 400 triệu Việt Nam. Ông Vĩ cho VOA biết ông và gia đình đã gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cục Kiểm ngư và nhiều cơ quan khác, trong đó có cả Tòa Tổng lãnh sự Indonesia ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tất cả đều im lặng, đặc biệt là ông chưa hề nhận được sự trợ giúp từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. Một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng động thái phản đối lâu nay của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một phản ứng cần thiết theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng không đủ, thậm chí đang tạo ra một sự luẩn quẩn. Giải pháp đưa nhau ra tòa trọng tài quốc tế theo họ là một lựa chọn ôn hòa và tối ưu nhất mà Việt Nam không sớm thì muộn sẽ phải thực hiện. Trả lời câu hỏi của báo chí hôm 24 tháng 4 liên quan đến việc Trung Quốc vừa lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên đá chữ thập và đá vành khăn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các động thái này, cùng một loạt hành động khác của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây như cho tàu Yeo Lian Thua 9 thi công dưới nước và tổ chức cuộc đua thuyền buồm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói các hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hoạt động trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vì nếu mà không lên tiếng phản đối đó thì theo luật pháp quốc tế đó thì như là công nhận cái gì mà Trung Quốc làm đó là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì theo tôi, đấy là một việc mà làm đương nhiên thôi. Trong tuyên bố gửi cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại buổi điều trần hôm 17 tháng 4, Đô đốc Mỹ Philip Davidson cho rằng Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông và chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chặn nước này thâu tóm toàn bộ khu vực. Trước những diễn tiến dồn dập mà một số giới chức Mỹ cho là Bắc Kinh tăng tốc quân sự hóa khu vực Biển Đông, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bị đẩy tới chỗ phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Cái hướng duy nhất theo tôi nghĩ rằng là đưa ra tòa, không có cái gì khác cả. Tại cuộc họp báo ngày 24 tháng 4, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên vùng biển có tranh chấp là để giúp bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và các nước trong khu vực. Giám đốc điều hành về hoạt động thương mại của Công thức 1, ông Sean Brachus, cho biết đang làm việc với chính quyền Hà Nội để đưa cuộc đua tới Việt Nam trong vòng vài năm tới, theo AP.
Thời gian qua đã xuất hiện đồn đoán rằng cuộc đua ở Hà Nội sẽ được tổ chức ngay mùa tới, nhưng ông Brachis bác bỏ điều này. Như vậy, Việt Nam nhiều khả năng sẽ gia nhập nhóm các nước đăng cai cuộc đua xe tốc độ cao như Azerbaijan, Nga và Bahrain, dù chưa từng có kinh nghiệm tổ chức một giải đấu nào như vậy. Ông Brachis nói với AP rằng cuộc đua trên đường phố trung tâm ở Hà Nội sẽ thu hút số lượng lớn người hâm mộ, cũng như mang tới hình ảnh tuyệt vời trên truyền hình. Ngoài Hà Nội của Việt Nam, Bắc Kinh cũng có thể là một địa điểm ở châu Á đăng cai giải đấu công thức 1 ở Trung Quốc sau thành phố Thượng Hải, theo AP. Giải F1 được cho là tạo ra doanh thu cao hơn cả Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Ủy ban Olympic quốc tế. Theo AP, tổ chức đăng cai giải đua sẽ phải trả chi phí khoảng từ 50 tới 60 triệu đô la một năm. Và ông Brachis cho biết rằng 19 trong số 21 cuộc đua được chính phủ trả tiền đăng cai. Hiện chưa rõ ngày phản ứng của chính quyền Hà Nội. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Làng trồng dưa sạch Cồn Thoi nằm trên mũi đất Cồn Thoi, một phần đất vừa được bồi lấp lấn ra biển theo tự nhiên chừng 10 năm nay, có diện tích ước chừng 20.000 hectare, thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là vùng đất mặn, nhưng lại nổi tiếng bởi nông sản dưa hấu có vị ngọt lịm và màu dưa đỏ tươi của người nông dân nơi đây. Có thể nói rằng trồng được dưa hấu trên đất mặn là một kỳ tích của người nông dân. Và để làm được điều này, mọi sự đầu tư phải tốn kém gấp đôi, gấp ba lần so với loại đất không bị nhiễm mặn. Mãi ngoài biển thì ngày trước ở đây là sông ngòi nên họ trở về họ nấp ở đây. Đất phù sa đấy. Vâng, đấy có đất mặn mà. Thì mất cái vài vụ thì nó mặn thì nó khó cấy, nhưng mà mình làm mình sới mình chỉ nó thuộc đất nên thì cấy nó dễ hơn. Ở đây thì ngoài trồng dưa ra thì người ta cũng còn trồng nạc này, cái trồng ngô nữa. Như cái đất cát này thì chỉ thấy trồng được ba thứ cây vậy thôi. Với lại trồng khoai lang cũng được, nhưng mà ở chỗ chị đây thì chị mới trồng có ba loại cây thôi. Nhưng mà cũng dễ làm mà. Với lại cái đất cát này thì cũng dễ làm. Nó mặn nhưng mà mình cũng cải tạo đi ấy, thì mình làm thì nó cũng dễ mà. Cái đất ở đây thì làm nông nghiệp nó thật là khó. Bởi vì sao? Vì nước nó pha mặn. Nên là muốn trồng được cây thì phải có nguồn nước ngọt để tưới. Cải tạo đất thì nói chung là khó khăn hơn là cái vùng nước ngọt nhiều. Cây dưa hấu không thể chịu đựng được độ mặn cao. Muốn trồng dưa hấu trên đất mặn, người nông dân dùng phương pháp cắn đồng muối, giữ nước, cho muối nổi lên mặt đất và cào bỏ lớp đất mặt. Sau đó mới xử lý bằng vôi và lại phơi đi phơi lại nhiều năm. Khi độ mặn giảm thiểu, việc trồng dưa bắt đầu bằng cách tạo ra những bầu đất chân cho cây dưa bằng loại đất nơi khác mang về. Và khi cây dưa đủ trưởng thành, sẽ tự bén rễ ra đất mặn. Đây cũng là lúc cây dưa hút dinh dưỡng của đất mặn, tạo ra trái có vị ngọt đặc biệt. Nếu mà may mắn ra mà một vụ dưa mà trồng thì ví dụ như trên một mẫu vậy thì nhà chị thì đầu tư thì hết khoảng tầm 10 triệu. Mà nếu mà thu ra thì chắc chỉ được khoảng 30 triệu. Còn nếu mà thu mà nó mà thất bại thì chắc là chả được cái gì, chỉ đủ ăn đấy. Chung là một vụ một năm ở đây thì chỉ trồng được con vụ thôi. Vào cái vụ xuân này thôi. Chứ còn trồng vào các cái vụ kia thì nó khó làm lắm, không ai làm. Thì năng suất của nó thì mỗi một hecta thì nó cũng chỉ đạt được khoảng 30 tấn. 30 tấn dưa trên hecta. Ở đây kiểu mà đất mặn thì dưa nó ăn nó cũng đậm ấy, cũng ngon, cho nên là họ cứ đổ xô và họ mua. Dưa hấu Cồn Thoi được bán trên thị trường với giá cao gấp đôi các loại dưa khác và chưa bao giờ bị ế hàng bởi nhà buôn, các siêu thị đến tận vườn dưa để mua hàng. Và đặc biệt, không cần bất kỳ cuộc vận động, kêu gọi nào của nhà nước, người nông dân Cồn Thoi tự tập cho mình thói quen trồng dưa sạch, dùng phân vi sinh và phân chuồng, tuyệt đối không dùng thuốc hóa học hay chất kích thích. Điều này tạo uy tín cho dưa hấu Cồn Thoi. Rất tiếc, vì thời tiết quá khắc nghiệt nên mỗi năm, nông dân chỉ có thể trồng được một mùa dưa. Và việc trồng dưa vẫn luôn ở tâm thế được ăn cả ngã về không, hoàn toàn phụ thuộc thời tiết. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 đe dọa rằng một loạt các cuộc tập trận của Trung Quốc gần Đài Loan được thiết kế để gửi một thông điệp rõ ràng tới hòn đảo này
và Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước nữa nếu các lực lượng độc lập của Đài Loan tiếp tục làm theo ý họ. Đài Loan lên án đe dọa vũ lực. Ông Mã Hiểu Quang, phát ngôn nhân văn phòng của Trung Quốc, phụ trách các vấn đề Đài Loan nói rằng, để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, chúng tôi có ý chí kiên quyết, niềm tin trọn vẹn và đủ khả năng để phá tan mưu đồ ly khai độc lập Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Mã nhấn mạnh, nếu các lực lượng độc lập Đài Loan tiếp tục làm theo ý họ, chúng tôi sẽ thực hiện thêm các bước nữa. Đáp lại, cơ quan phụ trách chính sách Trung Quốc của chính phủ, Hội đồng Đại lục, nói, chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo phía bên kia đừng sinh sự nữa. Chỉ có từ bỏ uy hiếp vũ lực, đối diện hiện thực, kiểm soát rình rẽ eo biển Đài Loan và có sự giao tiếp và đối thoại thực tiễn thì mới hóa giải được khác biệt. Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan Dân Chủ, bao gồm điều máy bay ném bom và các máy bay quân sự khác bay quanh hòn đảo tự trị này. Tuần trước, Trung Quốc đã diễn tập ở eo biển Đài Loan nhạy cảm. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cho biết sẽ mô phỏng đẩy lùi một lực lượng xâm lược, sửa chữa khẩn cấp một căn cứ không quân lớn và sử dụng máy bay dân sự không người lái, một phần trong các cuộc diễn tập quân sự bắt đầu vào tuần sau. Các đặc sứ phương Tây cho biết Anh, Đức và Pháp sắp đạt được một biện pháp trọn gói để trao lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố thuyết phục ông giữ lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông Trump mô tả thỏa thuận đạt được năm 2015 với Iran là tồi tệ nhất từng được thương lượng và đe dọa hủy bỏ bằng cách áp dụng biện pháp chế tài của Hoa Kỳ vào tháng tới. Theo thỏa thuận này, Iran hứa sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân để đánh đổi việc dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế. Những nước đã ký thỏa thuận với Iran cùng với Hoa Kỳ, bao gồm Nga, Trung Quốc, Đức, Anh và Pháp, quyết tâm cứu vãn thỏa thuận này vì coi đây là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran phát triển bom hạt nhân. Các đặc sứ phương Tây nói với Reuters hôm 25 tháng 4 rằng 3 tháng họp kín đưa tới một biện pháp trận gói gồm những biện pháp rình rẽ có thể được tiến hành để chống lại Iran với hy vọng các biện pháp này sẽ thỏa mãn ông Trump trong khi vẫn duy trì nguyên vẹn thỏa thuận hạt nhân 2015. Hai nhà ngoại giao châu Âu cho Reuters biết kế hoạch này nói chung phù hợp với các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm kiềm chế Iran và Tổng thống Macron đã mang ra thảo luận với ông Trump trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc. Một thẩm phán liên bang vừa ra lệnh cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump phải giữ nguyên DACA, chương trình bảo vệ 700.000 di dân không giấy tờ tới Mỹ từ thủa thiếu thời, khỏi bị trục xuất. Trong một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực của ông Trump muốn chấm dứt DACA, thẩm phán John Bates còn ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa phải nhận đơn mới xin vào chương trình lần đầu tiên kể từ khi chương trình này được luật hóa vào năm 2012. Thẩm phán nói, nỗ lực của chính quyền Trump muốn xóa sổ DACA là bất hợp pháp. Thẩm phán cho các giới chức của chính quyền 90 ngày để đưa ra một lý do hợp lý hầu chấm dứt DACA. Chưa có bình luận từ phía chính quyền Trump, ông Trump gọi chương trình DACA của thời Tổng thống Obama là bất hợp pháp. Chính quyền Indonesia cho biết, một giếng dầu bất hợp pháp nổ bốc hỏa sáng sớm ngày 25 tháng 4, lửa cháy lan sang nhà dân, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Các giới chức cho hay, tràn dầu gây nổ ở làng Pasiputi, tỉnh Aceh của đảo Sumatra. Khu vực này có rất nhiều giếng dầu bất hợp pháp. Công tác điều tra đang được tiến hành. Cảnh sát dự đoán số thương vong sẽ còn tăng. Người tiêu dùng tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đang theo dõi sát sao căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một số người lo ngại rằng rạn nứt mậu dịch với hệ quả gia tăng, nếu không muốn nói là một cuộc chiến thương mại toàn diện, có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng tiêu dùng, thậm chí đến cả nền kinh tế. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc còn đang tranh cãi về quyền tiếp cận thị trường, quyền sở hữu trí tuệ cũng như các vấn đề thương mại phức tạp khác, người tiêu dùng ở Bắc Kinh chỉ băn khoăn một câu hỏi đơn giản. Liệu những hụt hoặc giữa hai nước có ảnh hưởng thế nào đến giá cả hàng tiêu dùng và liệu cuối cùng gánh nặng giá cả phi mã có đổ lên vai họ hay không? Trong số nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, Trung Quốc đã áp thuế lên hoa quả, các loại hạt và thịt lợn. Không mấy khách hàng tại khu chợ địa phương này cảm nhận được tác động từ vụ việc, nhưng giá nhập khẩu có thể tăng lên đối với các mặt hàng như hạt và hoa quả. Người bán hàng này cho biết anh đã bắt đầu cân nhắc đến các phương án. Tôi có thể ngừng mua hàng Mỹ và dừng luôn việc bán hàng Mỹ. Tôi có thể chỉ dùng hàng Trung Quốc mà thôi. Nhà chức trách Trung Quốc nhiều lần khẳng định đã sẵn sàng chiến đấu tới cùng nếu Washington tiến hành áp thuế nhập khẩu vào 1.300 mặt hàng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, không bên nào biết được liệu ảnh hưởng của thuế nhập khẩu sẽ tới mức nào.
chị Wang Chung Win cho biết chị thường nghỉ hè tại San Diego và cũng ghiền các sản phẩm của Michael Kors. Chị hy vọng rằng hai bên sẽ ngồi lại cùng thảo luận với nhau, nếu không người tiêu dùng sẽ phải trả giá. Nó sẽ tác động lên kinh tế Trung Quốc cũng như lợi ích của công chúng. Thuế nhập khẩu cao hơn và giá tăng lên đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Nếu Hoa Kỳ quyết định thực hiện chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump, phần lớn người tiêu dùng cho biết họ sẽ mua sản phẩm có nguồn gốc từ các nước khác hoặc dùng hàng nội địa. Trung Quốc không còn là nước tụt hậu nữa và có thể sản xuất bất cứ thứ gì mà người dân cần. Không có cần thiết phải dựa vào Hoa Kỳ. Ví dụ như trang phục thể thao chẳng hạn, có rất nhiều nhãn hàng nội địa để lựa chọn. Nếu các nước khác muốn làm ăn ở đây, họ phải hợp tác với Trung Quốc, bởi người Trung Quốc nhiều quá mà. Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường Trung Quốc chính là trọng tâm gây tranh cãi. Trong số những người mà VA hỏi chuyện, không mấy ai biết rõ yêu cầu của phía Mỹ, cũng không nắm được cách biệt quá lớn về quyền tiếp cận giữa các công ty Trung Quốc làm ăn ở Mỹ với những rào cản mà các công ty Mỹ hay doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt tại Trung Quốc. Một phương pháp cấy ghép não có thể giúp giải mã những tín hiệu phức tạp của ngôn ngữ có thể sớm trở thành hiện thực, mang đến hy vọng cho những người bị mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra nhiều loại phương tiện kết nối não bộ với máy tính có thể điều khiển tất cả các thiết bị hỗ trợ vận động thể chất, giúp bệnh nhân bị bệnh liệt có thể cử động tay, giúp những người cục chi có thể điều khiển những cử động của chân tay giả. Và giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Tây Ban Nha đang phát triển một kỹ thuật ghép não để có thể giúp người bệnh có não bộ bị tổn thương phục hồi khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Cái chúng tôi đang cố gắng phát triển là một phương tiện kết nối thần kinh, một thế hệ hoàn toàn mới dựa trên công nghệ siêu vật liệu Graphene, có khả năng đọc và mô tả lại hoạt động não bộ, nhằm mục đích khôi phục khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ cho những bệnh nhân khuyết tật nặng. Graphene là một siêu vật liệu có kích thước nguyên tử, mạnh mẽ, cực kỳ linh hoạt, có khả năng dẫn điện trong suốt. Tất cả những tính năng này biến nó thành yếu tố lý tưởng cho việc dẫn giải các kiểu hoạt động thần kinh phức tạp. Ý tưởng ở đây là có thể tái mã hóa các hoạt động của vùng vỏ não điều khiển ngôn ngữ, rồi lại giải mã những tín hiệu đó và gửi chúng đến một máy chuyển đổi âm thanh. Thử nghiệm trên các chú chuột có não bị tổn thương cho thấy kết quả tích cực. Việc diễn giải tín hiệu của não người phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3 năm tới. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Last time on Let's Learn English, Marcia and I invited friends to a dinner party, but I shopped with the wrong list. Guests are coming soon. Marcia is worried, but I have a plan. Let's see what it is. I just need a couple of ingredients. Marcia, please hand me the flour. Anna, where is the flour? It's not in the cabinet. I put the flour inside the refrigerator. Why? It's cold and dry in the refrigerator. See, it says put in a cold, dry place. Okay. Now, Marcia, please hand me the eggs. Anna, where are the eggs? The eggs are inside the cabinet under the sink. Why are the eggs in here? On the farm, we always put the eggs there. How else can the chickens see them? Okay, you clean the living room. I will make dinner. What are you going to make with these ingredients? I have a plan. Listen. Where are the eggs? No, you try it.
Listen. The eggs are inside the cabinet, under the sink. Now you try it. Okay, the apartment is clean. The kitchen is not. What are you cooking? I made my favorite recipe. Peanut butter banana pancakes. You made breakfast. Yes, I call it Let's Eat Breakfast for Dinner Dinner. Anna! Hey, this tastes good. Anna, you made it work. That's our guests. I'll answer the door. I'll finish here. Listen. What are you going to make with these ingredients? Now you try it. Listen. Hey, this tastes good. Now you try it. Listen. You made it work. Now you try it. Like I said, sometimes Marcia worries too much. When something goes wrong with your plan, just change the plan. Till next time. Welcome to the Voice of America's Newswords. This word comes from a report from the World Bank. It says this is one cause of extreme poverty. Inequality. The World Bank says stronger efforts to ease inequality are important to reducing extreme poverty around the globe. World Bank President Jim Yong Kim says inequality is a barrier to reducing world poverty to 3% worldwide by 2030. Inequality overall is far too high. Inequality is a situation that is not balanced. Inequality is when some people have more rights or better chances at life than other people. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Linh Đan xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.